cơ sở lan rừng Ngọc Bền. Xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhỉ. Hôm nay em cập nhật các loại lan mới về, em cũng giới thiệu luôn cho các bạn từng loại lan mà hôm nay em có luôn nhé. Thì mọi thông tin gửi hàng của em là em sẽ gửi hàng từ thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Có số điện thoại liên lạc để đặt hàng trực tiếp với cơ sở lan rừng Ngọc Bền, các bạn gọi vào số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Và bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cho các bạn từng loại lan của ngày hôm nay luôn. Hôm nay em có cáo các loại lan mà có cả hàng dề và hàng kg, có cả loại mới và loại cũ của những các phiên cược, các phiên trước mà vẫn luôn thường bán. Thì như hôm nay đêm có hàng dề thì em sẽ giới thiệu cho các bạn về hàng dề trước. Thì như đây các bạn đang thấy đây là cái dề kiều vuông nhé các bạn. Đấy, dề kiều vuông có giá là 350k. Dề này 350.000 cái dề kiều vuông này nhé các bạn nhé. Đấy, đây là một dề kiều vuông liền dề nhau luôn. Đấy, 350.000 ạ. Đấy, chi tiết về dề kiều vuông rất là nhiều lá luôn. Đấy, hiện tại cây nó đang lên những cái mầm cây con này. Vừa rồi những cái vòi hoa mà đang kết quả ở đây các bạn này. Đấy, 350.000 dề kiều vuông nhá. Và ở đây em có 3 dề kiều tím. Dề kiều tím dề số 1 này thì hiện tại đang lên những cái mầm cây con rất nhiều luôn này. Đấy, những cái mầm cây con mà nhìn nó nhỏ nhỏ ở dưới gốc. Đấy, dề này có giá là 500.000 nữa các bạn nhé. 500.000 nhá, dề số 1 nhá các bạn. Đấy, dề số 1 đây, hiện tại đang ra những cái vòi nụ. Đây là những cái búp nụ nhá các bạn nhé. Đấy, ngay chỗ ngón tay trỏ của em đây là một cái búp nụ đang rất to rồi. Dề này có giá là 500.000 thôi. Và còn đây là dề số 2, 700.000. Đấy, thân to mập, đều đẹp luôn. Dề cây lá ngắn ngắn vừa đủ vừa đẹp luôn. Đấy, cây này thì cũng đang sưng những cái mắt nụ đây các bạn. Đây là một cái mắt nụ mà đang sưng đây, ngay chỗ ngón tay của em nhé. Đấy, ngay chỗ ngón tay của em là cây nó đang sưng lên những cái mắt nụ đây. Đấy, ở đây một mắt nụ đây bị hỏng là bị gãy do vận chuyển. Còn đây, đây là một nụ mà đang phát triển đây. Đấy, đây là một nụ mà đang phát triển này các bạn này. Đấy, ngay chỗ ngón tay cái của em chỉ vào nhé. Đấy, và đây nữa này, đây một nụ đang rất to luôn. Đấy, dề nó có giá là 700.000 nhé các bạn. Là dề số 2 là 700.000 nhé các bạn. Đây, em có đề rõ là dề số 2 là 700.000 nhé các bạn nhé. Và còn đây, một dề to khủng nhất của ngày hôm nay. Đây cũng đang sưng những cái mắt nụ đây các bạn. Đây là một những cái mắt nụ mà đang sưng đây, dề kiều tím. Kiều tím miền Trung nhé các bạn. Dề này có giá là 2 triệu. Dề to, rất là nhiều thân luôn các bạn. Đây, những cái thân, hầu như thân lá dài đều đẹp. Đấy, thân lá này to đều này. Đây những thân tơ, một số thân là nó bị gãy mất cái ngọn này, nhưng mà không sao cả. Cái phần ngọn này cho dù nó bị gãy đi thì nó vẫn có sưng được những cái mắt nụ ra bên dưới, những cái mắt mới này thôi, bên dưới thôi các bạn ạ. Đây, chi tiết là đang như thân này là đang có hai mắt nụ nhé các bạn nhé. Và đang còn một mắt nụ đang sưng ở dưới này nữa này. Là sắp tới cây thân này chắc chắn sẽ ra được 3 mắt nụ luôn. Đấy, rất nhiều thân đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Đây này, còn rất nhiều thân đang sưng mắt nụ đây này. Đấy, đấy, đây toàn bộ đều là những cái thân tơ mà đang sưng mắt nụ rất là nhiều luôn. Đây, đây cũng đang sưng mắt nụ đây. Đấy, dề này cực đẹp luôn. Thân dài đẹp, đều chừng khoảng 4 đến 50 phân này. Đấy, cả giỏ nó tổng thể sẽ dài chừng khoảng 70 phân đó. Đấy, giá là 2 triệu nhá, dề số 3 nhá. Rất to, liền dề nhau luôn này. Đấy,
một dề liền nhau này, to đùng này. Đấy. Và còn đây là cái hàng kg thì em vẫn còn chút hàng kg kiều tím nữa các bạn nhé. Đây là một chút hàng kg kiều tím thì, có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. 300.000 một kg hàng kg kiều tím nhé. Và đây hôm nay em có loại lan mới cập nhật thêm là lan vạch đỏ. Lan vạch đỏ có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, chủ yếu hàng khóm khóm như này nè các bạn này. Đấy, lan vạch đỏ cho chúng ta những cái bông hoa mà nó xước xước màu đỏ ở lưỡi rất là đẹp luôn. Có giá là 200.000 nhé các bạn. Đây là lan vạch đỏ đây. Còn đây là lan hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc có giá là 200.000 một kg mà. Đấy, hàng dề đẹp luôn. Hoàng phi hạc hiện giờ đang lên những cái mầm cây tơ nhé các bạn. Đây như đây là những cái mầm cây tơ đang lên này, xanh mơn mướt luôn. Còn những cái lá vàng đấy là những cái thân già đang xuống lá nhé các bạn. Đây là những cái thân già mà đang xuống lá đây. Đấy, nó xuống lá để nó mọc lên những cái mầm cây tơ mới này. Đấy, 200.000 một kg. Còn đây hoàng thảo ngọc trúc. Số này em hôm qua đã cập nhật rồi. Thì chỗ này chắc chỉ còn hơn 2 kg nữa thôi. Cây vừa rồi mới tàn hoa nhé các bạn. Đấy, ngọc trúc. Chủ yếu hàng dề. Có những khóm nhỏ nhất nó cũng cỡ này nhé các bạn. Đấy. Trúc ngọc có giá là 250.000 một kg. Còn mặt hàng mà rất thơm đây, vừa rồi rất nhiều bạn quan tâm về cái mặt hàng này. Vì cái mùi thơm của nó thật là khó cưỡng lại các bạn ạ. Đấy, cả cơ sở nhà em là thơm sực đức về cái mùi hoa của loài này đây. Loài này có tên là hoàng nhạn tháng 4 nhé các bạn. Hoàng nhạn tháng 4 em bán giá là 400.000 một kg nhé các bạn. Đây là những cái bông hoa hoàng nhạn tháng 4 đây. Đấy, rất là thơm. Dòng hoàng nhạn thì nó đắt tiền ở cái mùi hương của nó đấy các bạn ạ. Đấy, nhìn cây rất nhỏ xinh thôi nhưng mà ra cho chúng ta những cái vòi hoa, có cây ra đến 3-4 vòi hoa luôn mà thơm sực nức. Đấy, có giá 400.000 một kg nhé. Và tiếp theo đây có kiều vàng. Kiều vàng có giá 180.000 một kg các bạn nhé. Đấy, đây hoa kiều vàng, bông này vẫn còn nở lác đác những cái bông này. Bông đã héo hết rồi các bạn ạ. Cánh trắng và cái họng vàng nhé các bạn. Và còn hiện tại thì vẫn còn đang rất nhiều hoa còn đang sưng mắt thôi. Tại vì dòng này nó nở hoa, nó lai dai hết tận mùa hè cơ thì nó mới hết hoa các bạn ạ. Đấy, bây giờ chúng ta mang về trồng thì nó vẫn còn nở cho chúng ta những cái bông mới. Đấy, đấy, còn rất nhiều mắt còn đang sưng sưng nhé các bạn nhé. Có giá là 180.000. Còn đây lan ý ngọc. Ý ngọc hôm nay em bán giá là 220.000 một kg nhé các bạn. Đây là lan ý ngọc. Đấy, ý ngọc hiện giờ thì đang lên những mầm cây tơ mới này các bạn đấy. 220.000 một kg nhé các bạn. Đây là một bông hoa ý ngọc mà vẫn còn sót lại đây. Như thân này là nó bị gãy rồi, rụng hết này. Đấy. Đấy, có cái nhụy màu tím và cánh trắng nhé các bạn. Đây là lan ý ngọc. 220.000 một kg. Và còn đây em còn có tầm 2 kg bu lồi. Giá là 400.000 một kg nhé các bạn. 400.000 một kg bu lồi. Đấy. Đấy. Bu lồi rất đều đẹp luôn các bạn ạ. Ở đây lạc đác một thân, một hai thân lụa vàng. Đây cũng là thân lụa vàng. Đấy.
Đây là u lồi 400.000 một kg nhé các bạn nhé. Lan u lồi rất là đẹp luôn, hôm nay đẹp long lanh, không hề bị dập gãy. Lan kiểu tím hàng kg 300.000 một kg. Còn đây em còn chừng khoảng 2 kg đơn cam. Đấy, bạn nào lấy hết em để giá là 1 triệu chỗ này nhé các bạn nhé. Còn hàng kg 600.000 một kg nhé các bạn, 600.000 một kg. Đấy, chỗ này chỉ còn 2 kg thôi. Bạn nào mà lấy hết thì giá là 1 triệu nhé. Còn đây sơn thủy tiên 250 một kg. Đấy, sơn thủy tiên 250 một kg nhé các bạn nhé, 250.000 một kg. To có, nhỏ có nhé các bạn nhé. Những cái thân nhỏ tròn tròn rất đẹp luôn, những cho nhỏ cũng cho chúng ta những cái vòi hoa rồi các bạn ạ. Đấy, đây là những khóm mà dài đây, khóm nhỏ khóm dài có cả đây. Đấy, 250.000 một kg. Vâng, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay Ngọc Bền đang có để chia sẻ cho các bạn đam mê lan trên toàn quốc. Là em cũng đã giới thiệu và chi tiết về từng loại lan mà ngày hôm nay đang có cho các bạn rồi nhé. Thì các bạn hãy gọi điện trực tiếp vào số điện thoại là 0984754102 để đặt hàng cho mình những giỏ lan xinh đẹp để cho vào vườn nhé các bạn. Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé.